Đấy, giữ giữ đấy là cái. Đây hình ảnh tổng thể của chiếc sạp các bác ạ. Đây tổng thể chiếc sạp khách hàng vừa ký đây. Đây khách hàng là ở Yên Lập Phú Thọ đây. Em quay cho các bác xem luôn nhá. Quay bác giới thiệu các bác xem luôn. Đấy. Chiếc sạp này thì khách đã đặt nhà em rồi, hàng VIP luôn nhá. Hàng VIP luôn. Đấy. 1m8, 2m2. Đấy, dạ dày 10 phân chân 26. Nó tất cả gỗ là đặt dày hơn. Dày dặn hơn các sản phẩm thông thường. Đây. Trước tiên em quay cho các bác xem là con mặt quả mặt của nó đây. Quả mặt này 1m8 x 2m2. Đấy. Cái ván mặt này khách là làm là dày 3 phân luôn này. Đấy, chục người lên đây nhảy được không ạ gì. Chục người đứng lên lại được nhá. Đấy, khuôn này, khuôn dạ này. Đấy, dạ dày là 10 phân, à khuôn dày 10 phân. Khuôn chanh dày 10 phân, ván mặt dày 3 phân và vân vèo. Vân gỗ thì cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đây, các bác xem vân này. Quá là tuyệt vời luôn, vân tự nhiên không một vết gì luôn nhá. Đây. Những cái đường vân thớ vân này. Ui các bác này, tạo hóa thiên nhiên này, quá là tuyệt vời luôn. Ấy vân mặt đấy. Đây, còn những cái phần chân này, những cái chiếc sập 1m8 thông thường là chỉ có 24 thôi. Đây khách đặt là lên tận chân 26 luôn. Một bàn tay không hết được. Chân 26 luôn. Rất là dày dặn chắc chắn luôn. Ấy dạ, dạ này dày 10 phân nhá. Ấy, dạ chẹt luôn. Đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, khách vừa chốt xong, đấy như khách hàng vừa đã cửa ký duyệt mộc xong rồi. Đấy các bác ơi, em quay tổng thể quá xem chi tiết tổng thể luôn này. Đấy, đây. Vân này. Đấy, vân quằn quại luôn. Đấy, bên xưởng này còn rất nhiều, các bác nào đặt hàng thì nhanh tay nhá. Đấy, khách thửa đây, khách này tại Yên Lập Phú Thọ. Đây. Vân mặt đấy, vân mặt, vân chân rồi thì tổng thể đây. Đấy, quay lại tổng thể sập trơn, sập trơn tam diện gỗ hương đá 1m8, 2m2. Đây, em đứng máy giữa các bác nhé. Hôm nay em quay trực tiếp phía bên ngoài xưởng. Đây, xưởng nhà em đây. Đấy, các bác xem xưởng nhà em đây. Xưởng nhà em mênh mông luôn. Đấy, phía bên ngoài nữa nhá. Tít ngoài kia nữa. Đấy. Đây, các bác này yêu mến thì hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Thùng 8 để xem thêm nhiều những cái video clip sản phẩm VIP khác nhé. Đấy, chiếc sập 1m8, 2m, hàng đẳng cấp. Rồi, xin chào mọi người.